các anh em. Chào mừng các anh em và mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ thực hiện là tỉa bông trên bí ngô nha các bạn. Đây là một cách tỉa rất là đơn giản đây. Có thể đây là một cái miếng bí này. Đấy, bây giờ thì mình kích ra và mình sẽ tỉa cho các bạn xem nha. Ok ha. Đây, đầu tiên chúng ta kích đôi ra này. Miếng này là tỉa làm hai bông các bạn. Một cái miếng như thế này thì chúng ta có thể tỉa một bông này. Một bông nó rất là đẹp nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ tỉa nha, bắt đầu nha. Đây, mình tạo cái khối như thế này các bạn. Mình tạo cái khối cơ bản như thế này. Đấy, sau đó mình đây. Mình kể mình làm một cái vòng tròn ở trên dưới này. Đấy, các bạn làm một cái khối như thế này. Ok nha. Sau đó mình tỉa bông ở trên giữa đây nha các bạn. Đấy, sau khi tỉa thì mình được cái bông như thế này nha các bạn. Đấy nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ tỉa cái vòng phía ngoài đây nha. Cái vòng ở phía ngoài đây các bạn cố gắng đi thỉnh dao nha, đi đứng dao và chờ nó sâu nét cho xíu nha các bạn. Mình ở đây mình chia làm 5 bông nha, làm 5 cánh cho nó đẹp nha các bạn. Đây, sau khi tỉa thì mình được một cái bông như thế này nha các bạn. Đấy, được một cái đầu bông như thế này. Bây giờ mình tiếp tục tỉa những cái bông vòng ngoài nha. Đấy, sau khi tỉa thì mình được một cái khối như thế này nha các bạn. Đấy. Thấy không? Đây là một cái khối bông hồng đơn giản nè. Đấy, bây giờ thì mình gọt lại những sơ cái mấy cái cánh nữa này các bạn. Để cho nó đẹp không? Nó sắc sảo không?
giờ là mình được một bông nha. Bây giờ mình tỉa bông thứ hai nha các bạn. Đây nha các bạn. Đây, mình tỉa xong hai cái khối bông như thế này. Đây các bạn thấy không? Nó rất là đẹp. Đấy đấy. Các bạn thấy không? Nói chung là đây mình tỉa để mình trang trí thôi nha các bạn. Để làm cho món ăn nó thêm phần thêm sắc đẹp hơn, mình hấp dẫn hơn thôi các bạn. Đây, ok, bây giờ mình sẽ review cái này cho các bạn xem nha.